mọi người có thể thấy là phần ngực của bạn tương đối là có mô tuyến, tuy nhiên rất là ít mọi người ha, không có phát triển tuyến ngực nhiều. Mặc dù là mình đã qua cái lứa tuổi dậy thì rồi, tuy nhiên là ngực không phát triển, rất là nhỏ luôn, hai bên ngực cách xa nhau. Đây không có cái khe ngực ha mọi người ha, có thể thấy là cái thành ngực rất là cao và xa nhau. Đây là hình ảnh góc nghiêng mọi người nha, thể hiện rất là rõ ngực của bạn ngày hôm nay rất là lép luôn, không có mô tuyến gì hết. Đây thì khi bạn đến với bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc thì đã được bác sĩ đánh giá là cần phải nâng ngực mọi người ha, có thể trường hợp ngày hôm nay là có thể đặt túi nâng ngực lên là sẽ đẹp, thì ngực sẽ đầy đặn, quyến rũ và căng tròn hơn, thì sẽ rất là dễ dàng cho mọi người trong việc lựa chọn quần áo cũng như là mình rất là tự tin hơn khi mà mình mặc bất kỳ trang phục gì mọi người nhé. Đây mình có thể là đánh giá là hình ảnh ngực rất là đều nhau luôn. Đây hai túi hai bên ngực rất là đều nhau mọi người thấy không? Hiện tại thì bạn đang nằm mới vừa làm xong luôn. Đây là hình ảnh trước phẫu thuật và sau phẫu thuật, mọi người có thấy sự khác nhau rất là lớn đúng không ạ? Đây, mất khoảng 60 phút của mọi người thôi mình sẽ gây mê mọi người nhé. Làm trong khoảng 60 phút xong là mình sẽ ở lại bệnh viện một đêm ngày hôm nay luôn. Qua ngày hôm sau bác sĩ sẽ khám đánh giá lại một lần nữa và mình sẽ về ngay ngày hôm sau mọi người nhé. Không cần phải quay lại tái khám nữa. Đến 7 ngày quay lại cắt chỉ là mình đã ổn định, coi như là hoàn tất quá trình nâng ngực tại JW rồi mọi người ha. Đang dáng ngực hai bên rất là đều nhau luôn. Và túi ngực ngày hôm nay là túi Nano Chip Demi linh hoạt hình giọt nước mọi người nha. Mọi người có thể để ý khi nằm thì nó sẽ hơi tràn ra hai bên một chút xíu, khi đứng thì nó sẽ hơi có tình trạng đổ xuống như là ngực tự nhiên của mình vậy đó. Dáng ngực này, loại túi ngực Nano Chip Demi hình giọt nước này rất là tự nhiên mọi người nha, được đánh giá là tự nhiên nhất trong các túi ngực hiện tại. Đây con chip thì giúp lưu giữ thông tin ngày phẫu thuật cũng như là bác sĩ phẫu thuật tình trạng túi cho tất cả mọi người ha. Thì trường hợp mình muốn lưu giữ lại thông tin thì mình có thể sử dụng túi Nano Chip Demi linh hoạt hình giọt nước mọi người nha. Thì sau khi phẫu thuật nâng ngực thì mình sẽ có là mang áo định hình ngực trong khoảng 1 tháng đầu, thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái quá trình mà mình tạo khe ngực mọi người ha.